giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Vâng, xin chào anh em quý vị và các bạn, rất vui được gặp anh em quý vị và các bạn trong chương trình Anh Em Hỏi. Chúng tôi xin phép chia sẻ và trả lời. Và nhân vật của chúng ta trong cái chương trình này chính là anh Vinh, với nickname rất hay, rất thích mà tôi rất thích các bạn ạ, GAP69. Anh Vinh trước đây cũng đã giành rất nhiều chức vô địch trong các cái bộ môn thể thao off-road. Và cái chủ đề đầu tiên trong chương trình này là chủ đề về nên mua xe một cầu hay hai cầu chủ động, thưa anh Vinh. Và có lẽ lời đầu tiên xin mời anh Vinh gửi lời chào tới tất cả những anh em đã ủng hộ kênh rồi ủng hộ anh em mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì thực ra thì Hùng có lên cái ý tưởng về việc là lập lên một cái chuyên mục để trả lời tất cả các thứ về công nghệ cũng như là cách lái xe cái gì đấy, thì mình nghĩ rằng thì là bản chất cái việc kiến thức của chúng ta thì nó cũng chỉ có hạn thôi, nhưng mà cái tạo ra một cái môi trường để chia sẻ và mọi người đóng góp cái kiến thức về một ý tưởng rất là tốt. Vâng, anh em chia sẻ bằng cách có thể là comment thêm nếu mà chúng tôi trả lời cảm thấy nó như thế này như thế kia thì chia sẻ thêm bên dưới. Chưa, nếu như mà chúng ta trả lời sai thì mọi người có thể chỉnh lại. Vâng, không sao cả. Và thưa anh Vinh, câu hỏi đầu tiên tôi muốn gửi tới anh là tôi là một người đang có nhu cầu đi mua xe, nhưng tôi lại băn khoăn là nên mua xe một cầu hay là hai cầu, thì anh có một cái tư vấn nào cho tôi không? Trên cái quan điểm của người tiêu dùng ấy, thì về một cái mặt hàng mà mình chưa có hiểu sâu lắm ấy, thì mình cứ nghe cái con số to là mình thích. Thì nếu mà một với hai thì hai nó to hơn một thì mình cứ hai mà mua thôi. Thì nhưng mà bây giờ tôi muốn tìm hiểu sâu hơn một chút, thì cái câu hỏi thứ hai là một cầu chủ động là gì và hai cầu chủ động là gì? Về cái ví dụ để mà hiểu rõ về cái một cầu chủ động thì nó khá đơn giản. Hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy trên đường ấy, nó là xe đạp này, xe máy này, là xích lô này, thì đều là chuyển động về một cầu phía sau. Người đạp hay là cái động cơ trên xe máy cũng chỉ gắn với cái cầu sau, và cái đấy việc đấy là mọi người dễ dàng hình dung rồi. Cái bánh trước nó chỉ quay theo thôi. Rồi. Thì đấy là xe một cầu. Ô tô cũng như thế. Và cái một cầu chủ động thì chúng ta sẽ có là trước cầu trước hoặc cầu sau, đúng không? Đúng, ta có thể là một cầu dẫn động cầu trước, một cầu dẫn động cầu sau. Nhưng mà nếu mà xe hai cầu ấy thì nó cần dẫn động cả trước lẫn sau. Đấy là đấy. Rất đơn giản. Về cái việc này thì hơi khó hình dung, tại vì là bình thường mình nhìn thấy cái ô tô ấy thì nó có cái vỏ nó che hết những cái phía trong, nhưng nó không như xe đạp xe máy để mình nhìn nó là một cầu hay là hai cầu phía trong. Thì cái đấy nó chỉ nhưng mà là một người mới, tôi là một người mới có một chút tiền chẳng hạn đi mua một cái xe, thì thực tế mà nói thì cái việc hai cầu và một cầu nó có ảnh hưởng gì đến nhiều cái hành vi mà mua xe của tôi hay không, ví dụ như là lái hai cầu nó khó hay không, hay là một cầu nó dễ hơn chẳng hạn? Bởi vì nhiều dòng xe quảng cáo là một cầu lại lái dễ hơn. Ví dụ vậy. Không, nó cái xe hai cầu ấy là nó sinh ra để làm những cái việc mà xe một cầu không làm được, hoặc là nó làm tốt hơn cái xe một cầu trong lĩnh vực đấy. Thì ví dụ cụ thể nó tốt hơn ở cái điều kiện nào ạ? Điều kiện ví dụ như đường trơn chẳng hạn. Hoặc là ta có một cái ví dụ rất là dễ hiểu là những cái đường off road. Đường off road. Tại sao trong giải đua off road chả bao giờ thấy xe một cầu? Chứ phải xe hai cầu cơ. Thế tại sao cái giải đua Baja 1000 ấy thì lại toàn xe một cầu à? Thì đấy, thì là xe một cầu thì nó có những cái đặc tính đặc thù riêng. Thậm chí những cái năm cuối cùng này thì cái giải Paris-Dakar thì phần lớn là những cái xe mà ở cái hạng nhất nó cũng thành một cầu. Rất lạ. Mà đường lại xấu. Đường rất xấu. Đường xấu. Thế tại sao nó lại di chuyển được à? Thì nó vẫn di chuyển được. đấy nó là sức mạnh của công nghệ. Sức mạnh của công nghệ. Nhưng mà với những cái xe mà thường ngày thì tóm lại là như các thông tin anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì tác dụng của một cầu và tác dụng của hai cầu nó khác nhiều nhau không? Như mình thấy thì cái xe một cầu nó dùng thiên về, có thể nói là trên cái hệ thống đường thông thường. Tức là miễn ở đâu có đường thì xe một cầu sẽ đi được ở đấy. Đường bằng, đường dễ chứ. Không, kể cả đường dốc, đường đèo. Đường dốc, đèo Hải Vân, anh vẫn đi bình thường, xe một cầu. Đúng rồi. Tức là có hệ thống đường thì xe một cầu có thể đi được. Tuy nhiên, ở một số những cái địa điểm, ví dụ như nó bị sạt lở hay thế nào đấy, thì nó vượt quá sức của cái xe một cầu. Thì lúc đấy ta sẽ cần xe hai cầu.
Và nếu như mà ngồi mà chờ những cái tình trạng đấy nó xảy ra trong cuộc sống bình thường, nếu như chúng ta chỉ đi trong phố hàng ngày thì nó không có đâu. Không có. Thì là cái cơ hội của xe hai cầu thật sự để mà sử dụng thật sự ở về cái lĩnh vực để mà đi qua điểm khó thì ở trong thành phố nó không có đâu. Không có. Đó. Thế nếu như là tôi là một người sử dụng tới 99% gì đấy là đi trên đường bằng mà không có nhu cầu bùn rồi gì, vân vân các kiểu đúng không? Thì có lẽ là tôi lựa chọn một cầu cho nó kinh tế. Thì đến 90% trên thế giới người ta vẫn chọn một cầu mà. rất hay. Còn nếu như anh nói là có cái điểm rất hay là trong trường hợp mà sạt lở thì không dùng xe một cầu được, thì dùng xe hai cầu. Nhưng mà trường hợp sạt lở siêu nặng nữa thì không dùng xe hai cầu được thì ta dùng xe cầu. Đúng rồi, hoặc ta đi về. Đi về thôi, quay đầu thôi. Tiếp theo là một cái câu hỏi là ưu nhược điểm của từng loại. Anh có thể phân rõ là ưu điểm của xe một cầu và nhược điểm của nó cũng như là đối với xe hai cầu. Xe một cầu thì vì một ít hơn hai mà, thì bản chất về cấu tạo nó đã đơn giản hơn cái ông hai cầu. Kéo theo là cái vì dẫn động một cầu thôi thì nó tốn ít sức hơn, thì nó suy ra tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đấy, và ở trong cái chi phí bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày nó cũng sẽ ít hơn, thì nó có một việc để nó sửa thôi, sửa chữa thôi, không phải sửa hai cái. Thì về cái ưu điểm của xe một cầu thì thấy nó rõ ràng là về mặt kinh tế. Ở phía xe hai cầu thì vì nó phải làm thêm cái cầu, cái hệ dẫn động lên cái cầu thứ hai thì nó sẽ nặng hơn, tốn chi phí về sản xuất rồi bảo dưỡng duy trì sau đấy, tốn thêm cân nặng cho cái xe thì nó tăng giá thành của cái xe. Là một việc. Rồi. Có thể bảo dưỡng sửa chữa nó cũng nhiều hơn. Nhiều hơn. Và nó quan trọng nhất là nó làm tạo thêm cái khối lượng của cái xe. Tăng cái khối lượng xe. Khối lượng xe, và vì dẫn động hai cầu nó tăng cả cái tiền sử dụng về cái việc là tiền xăng dầu. Nhất là đối với các dòng xe hai cầu ấy, thì đối so với xe dẫn động cầu trước ấy, thì tôi thấy một cái như thế này là thường nó xe hai cầu sẽ phải bố trí thêm một cái hộp số phụ, rồi là cái trục các đăng kéo ra trục sau. Cầu sau ấy, thì cái việc làm được cái sản phẩm là nó khá khó. Thực ra nó là nó đúng là nó tốn về cái chi phí về chế tạo, và nó có nhiều loại hai cầu như loại toàn thời gian, loại bán thời gian, thì về lĩnh vực hai cầu mình sẽ nói sau, các loại hai cầu mình sẽ nói sau, nhưng nó cái ở đây ta có thể hiểu là cái chi phí của nó sẽ chế tạo đắt hơn xe một cầu rất nhiều, kết cấu phức tạp hơn, bảo dưỡng cũng mới hơn. Đương nhiên lợi thế của nó là đường khó, đường trơn. Và đôi khi đối với những cái xe mà công suất cao quá người ta cũng cần hai cầu. Thì ví dụ như có một số những cái mẫu xe nó 300-400 ngựa ấy, mà anh để một cầu thôi thì anh đạp quay ga một cái nó chỉ quay bánh thôi, nó không đi. Thì anh phải làm hai cầu. Nói về cái vấn đề đấy thì còn nhiều cái chủ đề hay khi mà cái ngựa nó cao quá, không phải ngựa cao quá là hay đúng không ạ? Đúng. Không phải mã lực nhiều quá là hay, mà đôi khi nó vừa phải và nó có một cái hệ thống truyền lực tốt, hệ thống dẫn động tốt. Có nhiều ngựa nhưng phải sử dụng được, chứ còn có nhiều ngựa mà không sử dụng được thì đúng cũng chỉ là vô ích thôi. Đối với cái loại hai cầu ấy thì tôi có một câu hỏi như thế này này. Hai cầu thì thông thường chúng ta sẽ thấy là trên xe có ghi là 4WD, nhưng có những xe lại ghi là AWD. Đúng. Thì tại sao nó vẫn là, xét về bản chất nó vẫn là hai cầu chủ động, tại sao nó lại phân ra như vậy? Nó có, tức là cái xe hai cầu thực ra nó không phải chỉ phục vụ một cái mục đích là đi qua một cái đoạn đường xấu nào đấy, mà nó phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là đối với cái xe mà nó nhiều công suất quá thì nó dùng để truyền lực xuống đường. Rất nhiều hãng đi theo cái con đường tạo ra cái độ bám, đặc biệt là để đi trên những cái đường mà tốc độ nhanh, như những cái đường như kiểu đường đua rally. Một cái câu hỏi rất vui là cùng là hai, ở đây là dùng một cái cụm từ chung chung là hai cầu chủ động. Thế thì hai cầu chủ động giữa Fortuner và Porsche nó khác nhau nhiều. Mình phải chia cái dẫn động hai cầu ra nhiều loại để cho nó dễ hiểu, và thực sự là nó có những cái loại, rất nhiều loại khác nhau ở trong dẫn động hai cầu. Có thể chia làm hai nhóm chính là toàn thời gian và bán thời gian. Toàn thời gian là cả ngày lúc nào cũng hai cầu, đi trong phố, đi nhanh, đi chậm, thì cái gì đi đường xấu, đường tốt đều hai cầu. Và bán thời gian là những cái xe như kiểu, ví dụ là cái xe bán tải bây giờ, có những SUV của Nhật bây giờ ấy là bán thời gian. Tức là bình thường anh có thể đi một cầu, còn khi nào anh khó thì bật lên. Bật lên. Gọi là bán thang, là bán thời gian. Bán thang. thì đấy, thì là cho anh cái sự lựa chọn. Thì
thường thì những cái xe mà toàn thời gian là những cái xe đắt tiền. Hiểu một cách nhanh gọn là như vậy. Nhanh gọn là xe đắt tiền. Anh sẽ nhìn vào những cái hãng xe đắt tiền đấy, thực tế nó là toàn thời gian. Tại sao phải toàn thời gian? Là mình nghĩ rằng là vì cái xe đắt tiền người ta quan trọng nhiều đến cái việc cái xe cái hiệu quả của cái việc dẫn động và cái sự an toàn hơn là cái họ nhìn nhận cái sự tiết kiệm trong nhiên liệu hay là cái gì đấy. Rồi. Ví dụ như một cái xe, có thể nói một cái xe SUV chẳng hạn, cái xe Fortuner nhé, xe Fortuner mà anh chạy nhanh vào cua thì nếu như anh dẫn động bốn bánh toàn thời gian thì nó sẽ qua cua tốt hơn, nó ít bị xoay hơn, nó đỡ mất lái hơn, bám cũng tốt hơn, bám tốt hơn. Thì chính là cái bản 2.7 bản cao nhất hồi xưa anh như là toàn thời gian. Và xăng nó cũng thôi rồi luôn. Xăng nó cũng ăn hơn. Ăn hơn. Nhưng mà anh phải đổi cái này lấy cái kia chứ. Tức là các hãng là luôn phải giải quyết các cái vấn đề mâu thuẫn, các chủ đề mâu thuẫn, hãng nào giải quyết tốt nhất thì sẽ đưa ra một cái giải pháp hay nhất, đúng không? Và chiếc xe trở nên ưu việt hơn. Vâng, thưa các bạn, đấy là cái chủ đề đầu tiên trong cái chương trình anh em hỏi chúng tôi chia sẻ và trả lời. Và cái chủ đề tiếp theo trong chương trình là nên chọn AVKD hay 4VKD. Còn các bạn, nếu như các bạn có những cái ý kiến chia sẻ, nếu như có những câu hỏi hay bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng hãy để lại comment bên dưới hoặc hãy comment trên chính kênh Facebook của chúng tôi, chính cái fanpage Auto Daily, các bạn có thể tìm kiếm rất dễ ở trên Facebook. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.